Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình tiếp tục giới thiệu cho người một combo với giá rất là hấp dẫn luôn em. Một máy cưa đĩa dùng pin 20V của hãng Total kèm theo hai cục pin 2A của hãng Inco và một cái cục sạc nha anh em. Giá bên cửa hàng mình đang bán bộ này chỉ có 1.770.000 thôi. Có nghĩa là anh em mua cái thân máy á, thân máy của hãng Total, cục sạc Total nhưng mà pin là của hãng Inco. Thì hai cái này sạc chung pin ha, nên mình sẽ có thể share nhau được, không cần phải mua pin của hãng Total. Thì cái bộ combo này giá chỉ có 1.770.000. Nếu như anh em mua chỉ có một máy một pin một sạc nữa thì giá rẻ nữa anh em, giá chỉ còn có 1.520.000 thôi. Thôi rất là rẻ luôn. Như thế này nè, một máy một pin một sạc là về chúng ta chiến rồi. Ví dụ nhà chúng ta không có nhu cầu cao, chúng ta chỉ cần một máy một pin một sạc là đủ, thì một bộ này rất là phù hợp cho anh em, 1.520.000. Giá này chưa còn phí ship nha anh em ha. Còn anh em mua hai cái là 1.770.000, nhưng bên mình vẫn khuyến khích anh em mua hai cái thì hay hơn, bởi vì nay mai anh em đang có mua nhu cầu mua thêm cục pin nữa thì anh em mua sẽ với giá rất là cao ha. Còn trong cái chương trình này á, thì với cái giá này rất là tốt luôn rồi anh em ha. Thì cái máy cưa đĩa nó gồm những cái gì? Cái máy cưa đĩa này là cái dòng công nghiệp cho anh em ha, 20V, tốc độ quay nó là 3600, cái đĩa của nó cắt sâu được, khả năng cắt sâu được là 40 mm, cái đường kính đĩa là 140 nha anh em. Đó, 140 cắt gỗ rồi, có cắt chế độ cắt nghiêng 45 độ nha, đây ha, nâng hạ lưỡi thì đủ rồi, ok đó, rất là hấp dẫn luôn. Cái con này cái thân máy không 1.050.000, con em mua một bộ combo như này rất là rẻ nha, mình nói trước. Thì máy nó chỉ trang bị cho chúng ta có cái máy không thôi nha anh em, nó có máy và lưỡi thôi nha, nó không có gì thêm không, máy và lưỡi và cái đầu mở thôi, có cái cử thôi là hết rồi nha. Nó có cái, anh em chờ xíu coi nó có cử không nha, như nó không có cử. À có cử, có cử đây nè, cái nó hình không thấy. Thì máy nó trang bị theo chúng ta ha, là một cái thân máy, cái lưỡi, cái cử và cái lục giác. Lục giác này để mở cái này anh em ha. Lục giác này mình thấy hơi nhỏ nên em có thể xài khóa 10 anh em mở được nha. Thì trên đây nó có một cái nữa là khi mà anh em mở, anh em nhìn cái này nè, có chiều ha, cái này chiều ngược kim đồng hồ nha. Chúng ta siết vô nè là mở, chúng ta siết vô ha là mở ra, còn mở ra là siết vô nè anh em ha. Cái chiều nó ngược rồi nè nha. Máy trang bị chúng ta kèm theo một lưỡi 24 răng 140 mm. Lưỡi này thì chúng ta mua có nha anh em, trên thị trường có, anh em yên tâm nha, không có sợ. Rồi, thiết kế cái này bằng nhôm, cái này bằng nhựa nha. Cơ chế thì chúng ta xả này ra, nâng lên xuống ha. Đó, rất là tiện luôn. Hút bụi nằm ở đây, ta có thể gắn đầu hút bụi vô ha. Lưỡi thì cử thì người ta gắn ở trên đây anh em ha. Đó, chúng ta sẽ gắn ở trong đây nha, cho nó đưa vào lưỡi. Và nghiêng 45 độ, xả ra nghiêng ha. Đây. Đó, anh em cắt nghiêng được. Động cơ là động cơ có thang nha anh em. Động cơ có thang. Đó, tốc độ quay 3600, đĩa 140 nha, cắt sâu. Cắt nghiêng á, chiều nghiêng khi mà nghiêng 45 độ cắt sâu được 28 mm, còn cắt thẳng đứng á, là được 40 mm ha. Anh em lưu ý nha. Khi mà nghiêng lúc nào cắt cũng thấp hơn anh em. Chế độ giữ lưỡi ở đây ha, để chúng ta khóa lại chúng ta thay nè. Rồi, về khóa thì cái này nó có khóa an toàn. Chúng ta muốn bấm thì chúng ta phải mở cái này lên mới bấm được ha. Còn bình thường nằm như thế này. Anh em ha. Đó, chúng ta sẽ đẩy qua. Đẩy qua chúng ta bóp lên nè ha. Còn để về giữa giữa là khóa lại. Rồi. Sẽ bỏ pin vô. Anh em xem nha. Rất là đã luôn nè. Với cái máy này anh em có thể bỏ cái lưỡi hợp kim sắt cho anh em cắt vẫn ok ha. Giá rất là rẻ luôn nha. Đó, 1.770.000 cho một máy hai pin một sạc. Anh em lưu ý đây là pin của hãng Inco. Còn anh em muốn mua một máy một pin một sạc thì giá chỉ còn có 1.520.000 thôi anh em ha. Giá rất là tốt luôn á. Thì trong ngày này anh em đang có nhu cầu thì có thể ghé cái hàng mình mua nhé. Hàng Inco thì rất là đẹp. Đây là cái chiều lưỡi quay anh em ha. Đó. Trên đây thì có những cái chia vạch này nè ha, 0 45, không thì khi chúng ta cắt thẳng, 45 đây khi chúng ta cắt nghiêng. Nó có hai chế độ cắt anh em á, anh em để ý nè, đây nè, cắt thẳng thì mình theo cái mực số 0, cắt nghiêng thì theo cái mực bên đây.
nha. Rồi tay cầm rất là đẹp ha, cứng cáp nhựa, cứng cáp cực kỳ luôn ha. Ok anh em á, hàng rất là đẹp luôn và giá rất là rẻ. Những anh em nào đang có nhu cầu đầu tư thì mình nghĩ đây là một cái thời điểm mà anh em mua rất là phù hợp luôn ha. Nó có thời điểm mua rất là phù hợp đối với những cái bộ này luôn ha, giá rất là hợp lý để chúng ta có thể mua nha. Đó. Về đĩa 140 thì anh em yên tâm ha, đĩa giờ hãng giờ cũng nhiều lắm á. Thì đấy mình sẽ nhập về đĩa về nhiều thêm, đĩa thì khỏi lo ha. Anh em mua cắt sắt không có cắt sắt, mua đĩa hợp kim của Makita mà nó hơi mắc. Đĩa hợp kim thì nó tới 700 mấy lận. Thì thôi chúng ta cắt gỗ được rồi, ở gia đình chúng ta xài chúng ta cắt gỗ rồi ha. Đó. Xài pin được cái tiện lợi, chúng ta muốn xách đi đâu chúng ta xách. Anh em á, chúng ta xài gì nhỏ nhỏ ta xài, nhỏ gọn luôn, rất là khỏe. Rồi ok. Trong cái chương trình này thì có cái chương trình này thì anh em đang nhu cầu thì mình cứ ghé cái hàng mình mua, và anh em có thể click vào đường link bên dưới để vào cái website mua hàng siêu thị máy móc thiết bị vào một khuyến mãi anh em, là sẽ có cái sản phẩm này có hai cái giá luôn, một máy một một máy hai pin một sạc và một máy pin một sạc, để anh em có thể tự lựa chọn theo cái sở thích của mình ha, theo cái điều kiện của mình. Rồi cảm ơn anh em, xin chào, hẹn gặp lại.